Đấy các bạn, đi chợ Vạn Phúc Hà Đông đây. Cây ít lắm. Đấy, cục này sao nó biến đi thì được. Sang anh Kiệt, Kiệt tí. Làm gì? 25 triệu anh. Ờ, anh bán 25 triệu rồi. Đấy, cứ phải đứng rộng rộng ra mới nhìn thấy được, to lắm. Đấy, to. Chuyên cây to. Quả giá lan nhỉ. Quả đây 25 triệu. Úi giời, hồng ngọc mai đúng vào hoa. Đấy các bạn, cây to này mới có tấm có món. Không phải ai cũng chơi cả. 25 triệu. À, đấy, chờ luôn về. Ngắm sướng mắt thôi chứ còn to quá mình không phải gu mình. Hoa kinh rồi mẹ, cây hồng ngọc mai là hoa dã man. Hoa giật trời, nhiều hoa thế. Kiểu như ra hoa lấy chết. Vắng, không ăn thua. Ít cây lắm. Không phải. Không biết cây này bảo bao nhiêu anh? 2 triệu. Mai. Đấy. Chỉ dám, tất nhiên là động viên anh em thôi, chứ còn cây này tôi không có, không có nói về độ to độ nhỏ, nhưng mà tôi không mê cây này, không không đánh giá cao. Cái này có một cây này đó. Rồi, cây. Luôn và xuống. Hoa giấy. Chắc là không không cúi cúi lưng được, cúi đằng sau là xe máy đã tông vào lưng ngay. Cúi gù gù này. Đây là sang núi, sang núi. Có cái đà các này. Rồi. Chơi đi ạ. Săn núi, săn trái, săn núi. Chả biết có trái hay không. Ở đấy, nhiều khi chợ cũng có cây to cây nhỏ xem cũng vui, chứ cũng chẳng nhất thiết là phải đi mua các bác. Mà bây giờ tâm lý là máu đi mua cho nên là đâm ra là chỉ sụp sôi có cái cây nào nó ưng mắt để mua thôi. Sợ cái hoa cái hồng ngọc mai là đúng mùa hoa hồng ngọc mai, với lại chuẩn bị bắt đầu mai chú thủy đang rộ hoa. Thơm lắm. Đấy. Đấy, thì vào nhà ông Lập ủng hộ tí xem. Thế là ông rất nhiều cây nhưng mà để múc được một cây đẹp khó lắm, thợ săn hết. Có cây ra cóc này thì được cái già nhưng mà lại chả được tí bệ. Đáng tiếc. Chứ không thì đã bay rồi. Alo, em đang ngoài rồi. Vâng vâng, em vẫn ngoài này mà. Yeah. Rồi rồi, ok. Rồi. Đấy, anh em chơi cây cùng đấy. Nhưng mà buồn lắm, phiên không ăn được bằng cái phiên 29 vừa rồi. Chất lượng cây, chất lượng cây đó nhé, không nói là số lượng nhé.
rồi ra chỗ ông Nhạn. Ông Nhạn này cũng chỉ mang mấy cái cây đều đi chợ thôi. Hoa hồng to quá. Cây đa, dạo này lại thấy một số cây đa. Rêu riết thế. Cây đa của ông à? Ghê quá nhỉ. Dạo này vào nhiều đa đấy. Bao tiền đấy? Em ơi. Để đi vòng cái đằng trước á. Đi vòng. Ôi, có cây hoa hồng dạng này. Không còn cổ tay nữa. Hoa hồng bạch. Ở đâu hoa hồng vàng. Đấy, các cụ đi. Ai chơi cây thì mua cây, ai chơi hoa thì mua hoa. À đấy, có hoa súng ngay dưới chân. Tí nữa giảm đây. Đấy thì cây đa của cây đa. Cây này hôm trước vào ở nhà quay rồi. Chưa được cái tính vệ rồi. Này cũng tiền đấy chứ. Tiền đấy. Ra một khúc này khó là để như vậy thì mình không ngừng mà được cái bể là cũng được luôn một thời gian này. Tạm ổn. Ra này. Nhìn cái da màu nhung này thích không? Đấy, cái quên cái rêu này cứ như là được trải thảm này, các bác nhìn phê không? Rêu nó như trải thảm rồi, này rất đều này. Chỉ có những cây ổn định chậu lâu năm và có thể là giữ ẩm tốt đây này nó mới được như này, rất đều một màu rêu sạch. Rêu này thì nó sạch cả, nó không bị đất, nó không bị tơi bắn ra ngoài. Tưới tiếc, nhưng mà tưới thì hơi trôi một tí. Chân đá đẹp. Cũng được. Đá quá đẹp. Dạo này ông nhiều tiền ông vào cây ghê quá. Nhỉ. Dạo này ông vào nhiều tiền ông vào cây ghê quá. Dạo này nhiều. Thấy bảo bây giờ đang không biết làm thế nào để tiêu hết tiền này đúng không? Dạ. Dạ. Cái dòng rau thì bán hết mẻ này thì mua mẻ khác thì mua rau bán không mua bà thôi. Bây giờ là không buôn rau nữa rồi, bây giờ là buôn ấy rồi. Đấy, giấy tím, à giấy mỹ. Cuối giống là mất mông như chơi. Cây cuối giờ ít quá. Chả không về. Cool.
mấy đợt trước có quay rồi. Che chiếc đấy ra giờ cũng khó mà bán khó nhỉ. Khó, khó bán lắm. Bởi người ta ngại làm. Làm mà xong luôn thì nhanh nhưng mà để mấy thì lại lâu. Để mà đây vừa đây tròn thì lại lâu. Chứ còn mà nó ra thì thực tế nó ra rất là nhanh, cái mầm nó mập mập thì bẻ được nhưng mà nó lại không mập, lâu nó lâu được cái chỗ chi tiết. Mập chi tiết là lâu. Đúng rồi. Đấy. Điều điều lắm. Thì đi ra chỗ cuối chợ đằng kia xem là có cái gì. Toàn hoa là hoa vừa. Cái cây mai của nhà kia dã man. Cái cổ. Đấy, đúng không mai. Mấy thứ quý thì phải. Đấy mà xa xa là cái gì? Rồi, chỉ ra cuối chợ.